Việc theo dõi cân nặng và chỉ số sức khỏe là rất quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Trong hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho mọi người một dòng cân của thương hiệu Tanita, mã là UM051 của Nhật Bản, đang có mặt tại Happy Store nằm tại 111 Trần Quang Khải, Tân Định nhé. Cân Tanita được tin tưởng và sử dụng rộng rãi trong các phòng gym, khu vực thể thao, bệnh viện và các hộ gia đình. Cân Tanita UM051 có chức năng vô cùng thông minh, phân tích được 3 chỉ số là cân nặng, lượng nước và lượng mỡ trong cơ thể của mỗi người. Cân cung cấp 4 mã số tương tự cho thông tin của 4 người trong gia đình để xét từng thông tin cá nhân như chiều cao, cân nặng, giới tính. Và những lần tiếp theo chỉ cần bấm nút Memory và chọn mã số của mình là bước lên cân. Cách sử dụng cân Tanita UM051 cũng rất dễ dàng với 4 nút cơ bản. Nút đầu tiên là điều chỉnh số nhỏ dần và Guess là để dành cho đo cho khách. Nút kế tiếp là để xác nhận các thông tin về số tuổi, giới tính, chiều cao và nút kế bên là điều chỉnh cho các con số lớn dần và Memory là ghi nhớ những mã số lưu thông tin cá nhân. Nút cuối cùng là chỉ dành cho đo cân nặng và để tắt nguồn cân. Trước khi cân, hãy kiểm tra binh đã được gắn vào đúng chiều chưa và nên đặt cân ở vị trí cân bằng để đạt được kết quả chính xác nhất nhé. Chúng ta hãy bấm vào nút Set để chọn mã số. Mình sẽ chọn số 1 và bấm nút Set sẽ hiện tiếp tục ra số tuổi. Mình sẽ chọn 22 tuổi, tiếp tục bấm nút Set để xác nhận. Kế tiếp lựa chọn giới tính. Mình chọn giới tính là nữ, hình có người mặc váy và bấm Set để xác nhận. Tiếp tục lựa chọn chiều cao, mình sẽ điều chỉnh là 1m62 và bấm Set để xác nhận. Thì thông tin người thứ nhất đã được lưu, bấm nút Off. Tiếp tục bấm nút Set và chọn mã số 2 cho người thứ hai và bấm Set. Cài đặt thông tin về tuổi, giới tính và chiều cao và bấm Set để xác nhận. Ví dụ 50 tuổi, giới tính nam và cao 1m72 và bấm Off. Khi đo cho khách, hãy bấm nút Guess để ở vị trí này. Sau đó lựa chọn độ tuổi, giới tính, chiều cao và bấm nút Set thì đã có thể sử dụng được. Khi đo, chú ý phải để bàn chân thẳng và các ngón chân và gót chân đặt ở hai vị trí này để chính xác nhất nhé. Đầu tiên mình sẽ bấm nút Memory để lựa chọn số 1 mà mình đã lưu thông tin và bấm nút Set sẽ hiển thị tất cả thông tin của chúng ta để xác nhận. Sau đó màn hình LED hiện hai số 00 kèm với tiếng beep thì mọi người đã có thể bước lên. Sau khi lên cân, số đầu tiên hiển thị sẽ là số cân nặng chờ đến khi mất dần 5 con số 0. Kế tiếp sẽ hiển thị phần trăm lượng mỡ là 26%, phần trăm nước là 54,1%. Với lượng mỡ là 26%. Chúng ta sẽ nhìn vào trong bảng đánh giá cơ thể ở độ tuổi 20-39 và có lượng mỡ 26% là một cơ thể cân đối. Underfat là thiếu cân, Standard Minus và Standard Plus là đạt tiêu chuẩn, Overfat là dương cân và Obese sẽ là béo phì. Để ý trên màn hình nếu hiển thị số 0 ở vị trí này tức là cơ thể đang rất tốt, nên tiếp tục duy trì tình trạng này. Nếu hiển thị một dấu cộng là thừa cân, nên thay đổi lối sống hàng ngày như ăn kiêng, tăng cường tập thể thao. Nếu hiển thị hai dấu cộng thì nguy cơ béo phì rất cao, nên xin ý kiến từ bác sĩ để cải thiện tình trạng này nhé. Mọi người hãy lưu ý rằng không có gì quý hơn là sức khỏe, vì thế nên có một chiếc cân Tanita tại nhà để có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân cũng như gia đình của mình nhé. Ngoài thương hiệu Tanita, bên cạnh đó Happy Store còn có các sản phẩm khác như tai nghe, loa, thiết bị điện tử chính hãng từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Truy cập ngay website happystore.vn hoặc Happy Store tại 111 Trần Quang Khải để được hỗ trợ tốt nhất nhé. Tạm biệt mọi người.